Hello, chào mừng quay trở lại với Channel Văn Tùng và đến với những giao án của các boy band cha mấy chủ sĩ cấp Trung Quốc. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với giao án của nghệ nhân Astray với tướng Tủ Pai, và để xem khi mà Pai rơi vào tay của Astray ngày hôm nay chúng ta sẽ có một giao án như nào nha. Let's go. Hello, chào mừng quay trở lại với Channel Văn Tùng, và các bạn đang hỏi Văn Tùng là anh ơi, ở tại game hôm hiện tại đang có những khuyến mãi gì? Thì câu trả lời sẽ là: đầu tiên, combo dành riêng cho các cú đêm thứ ba đến chủ nhật hàng tuần sẽ giảm 30% giá combo đêm và giá chỉ từ 45.000 mà thôi. Đây là khuyến mãi đầu tiên. Khuyến mãi thứ hai, Happy Monday cộng 30% vào tài khoản mỗi thứ hai hàng tuần dành cho những bạn nạp 50.000 trở lên, và với điều kiện là các bạn phải chơi ở tại hôm thứ hai đến nạp hôm thứ hai và đi từ hai người trở lên nha. Và đặc biệt là siêu khuyến mãi nhân dịp Tết Dương lịch sắp tới, vào ngày 1 tháng 1, nếu các bạn tới chơi tại Game Over Hưng, nạp trên 50.000 sẽ được tặng 100% tài khoản, cùng với đó là các bạn sẽ được tặng một phần nước miễn phí giữa sữa tươi cho đường đen hoặc là trà sữa Game Home. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời tại Game Home nha. Đừng quên trải nghiệm đồ ăn thức uống tại Game Home và để lại những đóng góp. Văn Tùng cùng với Game Home sẽ phục vụ các bạn thật là tốt nha. Ok, Pai cấp 1 mua cho mình Liềm Ma. Đây là một hướng khởi đầu thường thấy của Astray để lấy thêm tiền và có thêm đam. Vì clip này của Astray đánh có mở nhạc nên là Văn Tùng cho tiếng in-game bé đi một tí, anh em thông cảm nhá. Khởi đầu bằng máy quét rất là tự tin nhưng không quyết định xâm lăng rừng. Bên kia là một cặp đôi đường dưới cũng không phải là quá mạnh về khả năng đi đường. Đó chính là Aphelous cùng với Ba. Xạ thủ của Astray trong ván này sẽ là một con Sivir, là một con tướng mà đầu trận nó cũng không phải là quá khỏe, nhưng ít nhất là có thể đánh cùng với Pai và hình thành được cặp đôi đường dưới có khả năng chơi trên cơ con Ba cùng với con Afe phía bên kia. Cả Ba và Afe đều là những con tướng rất là kém cơ động và nó sẽ không có kỹ năng nào để né đi những cú móc của Pai cả. Dừng là sai lát anh em nhá, cũng rất meta luôn. Có rừng AP nên là hai đường đơn đều đánh những vị tướng sát thương vật lý như là Fiora hay là Chao cả. Cấp độ 1 thì sẽ giúp rừng ở khu vực cánh dưới bản đồ. Tiếng in game hơi bé nhưng mà mở to hơn thì tôi sợ nhạc lại vào clip nó lại bị bản quyền nhạc Trung Quốc chết. Cấp 1 giúp rừng mất một tí máu nhưng không vấn đề gì. Để xem là xử lý cái Liềm Ma như thế nào để hack tiền, bởi vì nó khá khó để hack tiền cho cái Liềm Ma này, giống như kiểu là những con cái trang bị hỗ trợ dành cho pháp sư ấy, anh em. Nó kích số rất là dễ bởi vì những con pháp sư đứng dưới đi hỗ trợ thì tay nó dài. Một cú móc thành công và đánh tay là với mưa kiếm để lấy số của Liềm Ma. Tốt. Đây là sức mạnh của Pai với việc đối phương là vị tướng kém cơ động. Nhường mắt lại cho AD và sau đó thì tiếp tục di chuyển để áp lực thêm. Cú móc này nếu trúng là chết. Ui, móc xịt rồi. Móc trúng phát đấy là con Ba này có thể mất phép bổ trợ và lên bảng đếm số luôn đấy anh em nhá. Chui vào bụi cỏ và có hồi phục đến từ nội tại nên không vấn đề gì cả. Với một cái bắt thây ma được đặt ở kia thì lại tiếp tục lao lên móc tiếp không? Nó level 2 trước rồi. Level 2 dành cho Astray. Ngay lập tức đi bộ lên thực hiện một cú quy. Quy AD đối phương nhưng mà AD nó lách khá là ghê ạ. Tính ra đây là lobby đối phương biết chơi rồi đấy anh em ạ. Rồi thôi xong rồi, còn cái E cố gắng đi về đến từ vị trí của Sivir với cú heal. Một tiếng cắt E về hay là để E lại đấy ạ. Cú móc trúng ở Ray. Ray tốc biến đi lại trúng vào Ba. Và đó là tiếng móc E quy và rút lui kịp đến từ Astray. Đồng đội Salad đã xuống sau khi ăn xong búa xanh. Nhưng mà không vét được mạng nào cả, đối phương đã bung spell chạy rồi, không đẩy thiêu đốt kịp. Và đang có những tướng trả đam tốt đến từ Sivir này. Máu hồi từ nội tại chưa phải là hết cỡ. Vẫn đang là một tướng chây theo đến từ Sylas nhưng mất máu nhiều quá, bị dính xạ kích và lên bản đếm số rồi. Chiến công đầu dành cho Ray. Cú móc này đối phương đã né rồi. Sivir hết máu luôn rồi kìa, Sivir một máu anh em ơi. Và cái Liềm Ma này không giúp cho xạ thủ hồi phục được và cũng không lát hết được lính. Rồi khó rồi nha, kèo này phải chờ lên 3, nhưng mà bao giờ mới lên 3 đây khi mà máu của Sivir như thế này. À, Sivir vừa đón được lính lên 3 rồi. Có cả lá chắn phép nữa nên là phan lao vào chọc quy thiêu đốt chăng, đánh tay với mưa kiếm sát thương là không đủ và lên bảng đếm số, nhưng sau đó thì vẫn gỡ được một mạng với thiêu đốt. Gray quyết định băng trụ với một tướng W nhưng sau đó thì Gray cũng phải nằm xuống mà thôi. Chỉ là đó là tướng nằm xuống mà không có tiền cho đối phương. Cái Liềm Ma này đối với một con tướng tay ngắn như là Pai thì thực ra tôi cảm giác là nó sẽ hơi khó để có thể kích số của nó, trừ khi các bạn móc chúng bạn đánh tay mưa kiếm để lấy full số, sau đó thì bắt buộc phải làm những pha tương tự như vậy. Ôi, Aatrox tele xuống dưới và đón được mạng kìa. Ngon 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 ngon. Aatrox tele xuống dưới và đã đón được một mạng của Aphelios thì phải. Còn đây là tình huống mà Astray di chuyển ra mid để có thể đón wave dùm cho Aatrox. Anh em nghe tiếng nhạc không? Tiếng nhạc to quá tôi phải cho nó bé đi đấy.
Vẫn đang đứng ở đường giữa để đón kinh nghiệm cho con Aatrox, nó di chuyển ra rồi mình di chuyển xuống dưới thôi. Lát hit con xe, té 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 té. Vẫn đang đứng lại để hit kinh nghiệm và dù sao thì đứng dưới con CV nó không gặp nhiều nguy hiểm. Do là xạ thủ đối phương vừa phải lên bàn đếm số. Đối với những con tướng hỗ trợ tay dài nó lên cái liềm ma này như kiểu là con Ass hay là con Senna thì thực ra kích số của nó khá là dễ. Nhưng mà đây là một con Pai anh em ạ. Tất nhiên là việc lên sớm một cái trang bị hỗ trợ cộng máu thì nó cũng không thực sự hiệu quả bởi vì ui móc chúng làm choáng bồi vào này, CV bật lá chắn lên đánh liên tục mở cổng đến từ vị trí của ba để giúp xạ thủ rút lui nhưng không được. Ngon. Điện an lạc sẽ giúp cho ba rút lui được cho tình huống này, nấp sau lính là ok rồi. Chọc quy gây một tí đam rồi giật về thôi. Good 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 good. Con AF với con ba nó yếu thật sự anh em ạ. Đi đường nó thực sự là cặp đôi đường dưới yếu chứ không có quá nhiều áp lực. Quả này băng trụ được ông ta. Mưa kiếm đã hồi. Con ba vừa hết CC dưới trụ rồi kìa. Cảm giác là móc chúng cũng không đủ đam dưới trụ. Cố gắng ăn một giáp trụ rồi té chăng. Móc về làm choáng. Đánh tay với mưa kiếm. W đi ra bị thiêu đốt. Sát thương tiện thiêu đốt là hơi nhiều. CV có heal không bạn ơi? Cứu tôi. Ui. Đổi một mạng với hỗ trợ đối phương. Lần này thì CV là người được ăn anh em nhé. Vẫn ok anh em nhé. Đổi mạng với support đối phương thôi mà. Miễn là CV không bị mất quay lính là ok. Quay lính này thì CV chỉ việc đẩy đứt vào ăn. Sau đó thì về mua trang bị là đẹp. Và đối với Ashwai thì luôn luôn là một cái ám muội. Ám muội sẽ là trang bị giúp cho Pai có thể có những tiêu E và ám muội vào để nối làm choáng rất ảo. Mỗi lần về nhà thì lại tranh thủ ghé khu đường giữa một nhịp. Lần này là Aatrox lao lên lấy W của Koki rồi kìa nhưng bổ Q2 trượt. Phải E lên gồng Q nhưng Q xịt mất rồi. Phải đấy Q trúng thì không biết Aatrox có bổ Q3 được vào hay không vì Q3 nó niệm khá lâu rồi. Ngay tự hỗ trợ của đối phương đã di chuyển ra khu đường giữa. Đây là tình huống có thể đánh chặn được con súp này nha anh em nhá. Đứt lên, ba nó còn E. Di chuyển đi đâu đây bạn? Móc, lần này thì dính, làm choáng bồi vào và ba đào hành trình nhưng không đi qua được cái hành trình vừa rồi. Có AD vẫn cả dừng ở đây cover nhưng mà vẫn chết. Và sau đó là một tiếng giao tranh với EQ3 flash bù mắt đến từ Aatrox thì phải. Cú tốc biến lên móc lấy mạng của người chơi đi rừng đối phương và sau đó thì chui bụi cỏ, không có tầm nhìn để hồi máu nội tại. Và sau đó tiếp tục càn lên cùng với xạ thủ tấn công và Aphelios. Hồi máu được dùng nhưng Aphelios không có đủ đam lại lao vào. Lấy một cái acid sau đó thì đứt tìm Koki. Koki này nó không biết đã dùng kỹ năng gì chưa. Móc thành công đánh tay mưa kiếm và nó là một mạng dành cho Aatrox nữa. 5 mạng sớm dành cho Pai của Aatrox, ngon đấy anh em ơi. Ngon, good. KS luôn con xe của Aatrox luôn rồi. Đẩy luôn lính vào trong trụ và Koki đã dịch chuyển trở lại. Tuy nhiên thì vẫn có một giáp trụ dành cho Aatrox trước khi E về. Ê, làm gì đây? Sao không E về không? Koki đam to thế nhở? Koki nó đầu trận giờ farm không mà đam to thế. Vừa đủ cái ám muội à? Ám muội và thêm giày và trường kiếm nữa. Xanh nhưng vừa rồi chết quả hơi ẩu đấy nha. Đường dưới không có support và AD đang bị đấm rồi nhưng mà CV ném trả và sát thương là khá khá. Nhưng mà cú quang quy cuối cùng của CV như nó trượt mất rồi. Thôi để bé như này nó cũng không ăn thua. Thôi tắt luôn âm thanh đi cho bạn xem cho nó thoải mái. Xem kịch câm anh em nhé, không có tiếng in-game. Bây giờ là một tình huống solo với xạ thủ đối phương đứt. Afe đang dọn lính khá nhanh và bị dính xạ kích rồi. Cú móc không thấy hỗ trợ đối phương đâu. Thực ra pha này cũng không có định solo với xạ thủ đối phương đâu bởi vì lính nhiều quá. CV vừa phải về và bỏ ra một quê lính cũng là khá to, level 6 có. W tàng hình lao lên, cú móc chuẩn xác làm choáng dưới trụ, ép tốc biến đến từ vị trí của Afe. Nhưng mà mất máu cũng là tương đối. Có nội tại hồi phục, không sao cả. Hỗ trợ đối phương cũng đang ở trạng thái chỉ còn khoảng chừng 2/3 cây máu mà thôi. Và AD đối phương vừa mất flash là một tiền đề tốt để có thể có những pha e ám muội. Bây giờ giết thằng nào cũng được anh em ạ. Support nó level 5 không có chiêu cuối cover. Thì giết thằng nào cũng được. Nhưng mà AD đang quyết định đẩy đường mạnh rồi. Và lao lên đến từ Aatrox cấp độ 6 thực hiện một cú móc nhưng rất tiếc nó trượt. Móc chúng là nhiều khi support đối phương đi luôn đấy anh em ạ. Những pha mở bằng EQ thì các bạn cũng cần phải tính toán rất là nhiều anh em nhé. Móc chúng hỗ trợ đối phương vào chiêu cuối E ra, ok. Flash đi vẫn phải lên bảng và đó là một cú chiêu cuối. Tôi không biết là có ý đồ hack não hay không nhưng mà nó trúng vào cái flash đối phương. Chiêu cuối còn này. W tàng hình sau đó thì chiêu cuối vào E ra hay chăng.
băng trụ tiếp, chiêu cuối thiêu đốt còn e á muội, thiêu đốt đánh tay chọc quỵ chiêu cuối. Nice, a phê trả sức lực không đủ để có thể lấy mạng của a xoài và thêm một cú chiêu cuối hack tiền nữa. Good 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 good, 7 mạng rồi anh em ơi, 7 mạng và 2 assist cho một đội hình đang có 10 mạng. Tung chiêu cuối hỗ trợ AD reset xong cái quen rồi về thôi. Tranh thủ cái thêm một con lính để lấy thêm tí tiền đủ 1.100. 1.100 thì có thêm được một cái dao hung tàn nữa. Đứng trên thì Fiora đang bị sứ giả cùng với con thánh nữ u hồn của con Yorick nó đẩy thẳng vào và có vẻ là chịu không nổi nhiệt rồi Fiora ơi. Aatrox đang lên và gỡ thành công cái mạng của Gray. Ok. Đây là nhịp mà Aatrox có thể sẽ di chuyển đến khu vực đứng trên để can thiệp giao tranh chung với đồng đội. Mà Gray vừa chết thì một mình Yorick với một con thánh nữ liệu rằng có đủ sức để đương cự lại con Aatrox hay không đây. Fiora quá yếu để có thể xử lý giao tranh rồi. Yorick bỗng nhiên thấy mình đơn độc, chọc quy e làm choáng và sau đó đánh tay nhưng mà lỡ tay cái mất cái mạng vừa rồi đồng đội rồi. Vẫn là một ván đấu rất xanh xao với 8 mạng sau 10 phút dành cho Azhwai. Tiện đường ghé khu đứng giữa một nhịp để bắt con Corki chung với Aatrox. Nhưng mà điều kiện là Aatrox phải lấy được cái W của Corki trước nha. Corki vừa chạy xuống khu cánh dưới bản đồ rồi và pha này thì chắc là chạy xuống dưới với chiêu cuối sắp hồi lại để PK22 dưới bot thôi. Aatrox đã đánh nhau cùng với lại Corki kìa. Corki mất mất thầm lửa Valkyrie nhưng có hỗ trợ ở đây. Không sao bạn ơi, bật chiến binh đã thấy đấy, bổ quy đấy bạn ơi, bổ quy đấy, nó mất E rồi, con ba này mất E rồi. E vào làm choáng đánh tay mưa kiếm, không có chiêu cuối, không có chiêu cuối ạ. Vừa hồi là dùng liền. Sau đó thì thực hiện một pha gồng quy, quy hack não tốt, đánh tay chiêu cuối lần nữa. Ok. 2 mạng có chia tiền đến từ Azhwai. Kết luôn 2 con lính cho nó reset wave và sau đó thì ăn giáp trụ rồi về. Đây, Gray đây rồi. Móc một cú QE để lấy tiền từ trang bị hỗ trợ. Ôi, đạn đầu thần công luôn ạ, vãi. Làm gì căng thẳng thế bạn? Móc thêm cái Q nữa đây. À, hitbox thế mà không trúng ạ. Vì con Gray này mất R rồi nên cũng không có gì phải ngại cả. Đứng đây để giữ lính cho Aatrox, Phan lao lên, chọc Q nhưng mà xịt rồi. Xịt cái Q không có tiền từ liềm ma rồi. Thôi quay này đứng đây hít kinh nghiệm của Aatrox sau đó thì về thôi. Xin con xe à? Xin con xe để về mua đồ anh em ạ. Chắc là đủ cái kiếm âm mưu. Nâng cấp cái kiếm âm mưu và thêm một trường kiếm nữa. À không, áo choàng bóng đêm. À thì ra là lên áo choàng bóng đêm món 2 ạ. Áo choàng bóng đêm này có thể thoát được một cái CC đến từ con 3 là cái Q. Nó gần như là kỹ năng duy nhất mà con 3 có thể gây được sát thương. Thì với cái trang bị này thì có thể e ám muội vào con ba một cách thoải mái, không sợ bị làm choáng ngược. Và có thể thực hiện những pha EQ để mở. Con này cái tầm E và Q của nó là một tầm mở khá xa đấy anh em nhé. Nhìn nó vậy thôi nhưng mà nó có khả năng mở tốt hơn nhiều con số hỗ trợ khác luôn đó. Corki lao vào với gói hàng và sau đó thực hiện một cú móc đến ta xoài. Đối phương không dính, thiên mệnh khả biến tốt đến từ vị trí của Sylas, bắt tốt luôn là chiêu của hack tiền anh em ơi. Mamme chiêu của hack tiền. Ui! Nhìn tôi là thấy shit, nhìn tôi là thấy thèm rồi. Mọi người chơi Fire đều thích cái cảnh vừa rồi anh em ạ. Vãi nồi, thằng nào làm một quả đẹp thế nhờ. Đây là một tình huống đối phương đứng trụm lại 4 người và ui, 2 lần chiêu cuối, một lần có 1 mạng, một lần thứ hai có ngay cho mình cú triple kill và 2 cú chiêu cuối giúp cho Azhwai có cho mình cú quad ra kill. Ngay lập tức lượm được 1.400 tiền với cú quad ra kill vừa rồi và đồng đội chắc chắn có được xem một lượng tiền tương đối lớn. Nice. 4 người cùng yêu máu đứng trụm lại, nhìn không khác gì các diễn viên. Rồi ăn trụ bot luôn anh em ơi. Đây không phải trụ một tập bản đồ anh em nhé, trụ một tập bản đồ nhưng Rick đang đứng trên mất rồi. Vẫn ké xe. Hỗ trợ này dễ mất tình cảm lắm đây này nhưng mà được cái là xanh nên là cũng đỡ. 1.900 mua cái gì đây? Giày cơ động hay là giày khai sáng? Giày khai sáng. Thường thì Aatrox sẽ lên giày khai sáng. Thêm một mảnh sát lực nữa chăng? Một mảnh của cao phiêu. Một mảnh cao phiêu để lên đồ 3 có thể là một cái Yumu anh em nhé. Các bạn lưu ý là những trang bị cộng máu dành cho Pyre nó sẽ chuyển hết thành thành sát thương. Nên là anh em lưu ý đừng lên đồ máu làm gì nhiều cả. Một pha E ám muội chọc quy đánh tay với mưa kiếm và thiêu đốt. Không giữ nổi trụ rồi, chịu rồi. Giết được con Yorick thôi. 19 mạng thì ông ấy ăn hết 15 mạng và có được cho mình 2 assist. 2 mạng bị mất là một mạng đứng trên qua chóc bổ chết con Ray. Một mạng đánh nhau ở đầu trận thì phải.
Bây giờ thì sẽ là tình huống di chuyển ra khu đứng giữa. Sau khi đã có được trụ bot thì di chuyển ra đứng giữa ăn trụ Corki. Con pa này đam nó đã 258 đam tay rồi. Nó có thể solo một một chết một con tướng bên phía bên kia đấy ạ. Móc chưa mất giờ. Hai support đang tranh nhau kiểm soát tầm nhìn nhưng lúc này rõ ràng cái thế của con ba nó là cái thế rất rén. Không có kiếm âm mưu nên là phá mắt hơi lâu đấy nha. Một mình có pa được ăn mạng nhiều hơn cả team một đấy anh em ạ, nhưng mà nó đồng nghĩa với việc là team đã không ăn được nhiều mạng lắm. Mặc dù là team không ăn được nhiều mạng nhưng các bạn thấy là team cũng không đến mức thọt đâu, bởi vì nó được chia tiền rất là nhiều từ chiêu cuối bên pa anh em nhé. Cú móc ép đi một tiếng e của ba và sau đó thì tạo khoảng trống cho đội ăn trụ. Slash copy chiêu cuối, Corki đang bắn chiêu cuối liên tục. Cú Q này thì bị lính che mất rồi. Thôi để lại con mắt ở đường giữa, sau đó thì ramming lên trên hay là xuống dưới gì đó hỗ trợ đồng đội thôi. Tàng hình lao lên. Móc. Móc ai đấy ạ? Không móc được ai cả. Té 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 té. Ui, flash né luôn thiên mệnh khả biến. Sivir không có đam và đang phải bật chiêu cuối chạy. Cú móc này cũng không trúng ai rồi, thiếu sai lát. Con pa tính ra nó không phải là con tướng cover đồng đội tốt đâu anh em ạ. Nó là con tướng theo dạng hỗ trợ mở và đảo gank nhiều hơn. Con tướng này ram rất là rác. Pha này thì e ám muội vào là chết rồi, e ám muội vào. Ui AD flash né được cái ám muội vừa rồi thôi, xong chết ngược rồi anh em ạ, bỏ mẹ rồi. Ai ạ. Không sao, A cho gỡ được mạng, rất tốt. Một đổi một thì các bạn này shut down 1000 tiền dành cho Aphelios ạ, How bro. Hả? Ông bán cả mắt kiểm soát, ông đánh hỗ trợ, ông bán cả mắt kiểm soát, ông mua khúc chim ạ. support carry. Tôi khỏe, tôi lên đam. Đây là mức rank cao, anh em nhìn họ PK ở những khoảng thời gian ban đầu, các bạn sẽ thấy là đây là mức rank kim cương chứ không phải là rank thấp đâu nhá. Không phải là mức rank đồng bạc vàng để mà đánh như thế này đâu. Yorick đã bị quay nhưng mà lần này là Sivir với Fiora. Không biết là hai thanh niên là đủ giết con Yorick hay không. Coi chừng chết ngược. Giết được, giết được, giết được. Quay top kìa anh em ơi, ai đã đóng quay top kìa. Fiora cùng với Sivir đang bị trùng le mất rồi. Tàng hình lao lên nhưng mà không quá muội. Thực hiện một cú móc, Corki còn đứt. Không sao, đứt Corki hồi lâu lắm. Đứt Corki hồi rất là lâu. À bắt được support đối phương này, ER. W làm chậm, làm choáng. Chiêu cuối thêm phát nữa. Rồi, thôi xong rồi. Afe chạy đi bạn, dính bắt E2. Chiêu cuối, triple kill. Một cú quát ra, một cú triple và tiếp tục tìm kiếm thêm mục tiêu nữa với cú chiêu cuối đang sẵn sàng đến từ Ashwai. Lần này thì Corki có ra đây hay không? Ra đây, đứng đây khiêu khích cho Corki nó ra để combo nhưng mà Corki tỉnh đấy. Corki không dám lộ diện luôn mà. Thôi tung chiêu cuối cho Ashok ăn quên này vậy. Đây Corki thấy Axan này, à nhầm con Pai này nó mất mất chiêu cuối nó mới ló đầu ra này. Có Yorick ở đây. Tiền bây giờ về mua vũ điệu là ok rồi này. Về thôi, về thôi, về thôi. Về đóng vũ điệu món 3 thôi. Vũ điệu thì các bạn biết là nó cộng hai chỉ số rất là quan trọng cho Pai, đó chính là giáp cùng với đam tay, tất nhiên là có cả hồi chiêu thứ nữa. Nếu các bạn lên nhiều máu thực ra là nó cũng chỉ chuyển từ máu thành đam tay thôi mà nó không là được cộng thêm được những cái chỉ số về chống chịu cho Pai. Các bạn nếu muốn build thì build những đồ chống chịu theo dạng là cộng giáp. Hoặc là build những đồ chống chịu mà nó cộng những chỉ số không liên quan đến máu một chút. Chẳng hạn như là tim băng. Quả này thì thiên mệnh xong thì chắc là chết hết rồi, làm choáng bồi vào hai cái tốc biến bỏ chạy đánh tay chiêu cuối dứt điểm vị trí của Yorick. Chiêu cuối thêm phát nữa, hack thêm phát tiền nữa. Ấy, ok, mất máu nhiều quá, e ra thôi dính thảm lửa mất máu nhiều quá anh em ơi. Đam với Corki với thảm lửa rác điên nó bắn chết cả con á trong rồi kìa. Fira đang chặt chém nhưng cảm giác là bắn không nổi, phản đòn tốc biến chém điểm yếu thứ hai bị giữ chân lại, chém điểm yếu thứ ba và có mạng nhưng sau đó thì solo với Corki là hơi khó nha. Corki xanh anh em ơi, Corki hai đồ lớn 6 xác rồi. 20 mạng dành cho Ashwai vẫn đang farm hơn cả mạng của tổng team 1 nhưng mà phía sau thì đồng đội cũng không thực sự là quá khỏe, mặc dù cũng có tiền xe từ những mạng hạ gục nhưng mà bảo là xanh xa thì cũng không quá xanh so với bên phía bên kia. Phụ thuộc vào con Pai này nó vét được bao nhiêu mạng. Nhưng vừa rồi dẫm vào cái thảm lửa Valkyrie được cường hóa gói hàng nó thực sự là rất thốn. Kháng phép bây giờ mình chỉ có 54 mà thôi. Bây giờ vẫn còn có người chơi Corki ấy anh em. Tàng hình lao lên, quét mắt.
thực hiện một tình huống quỳ mở rất nhanh và sau đó thì E làm choáng chiêu cuối hack thêm tiền, mạng thứ 21 dành cho Astral. Tiếp tục E xuống thực hiện một cú quỳ flat móc ngược Corki về và chiêu cuối hack thêm tiền và tiếp cận luôn cả tuyến sau đối phương E vào á muội và làm choáng đánh tay chọc quỳ chiêu cuối triple kill. Liệu rằng có penta hay là không? Bắt con Yorick quad kill lần thứ hai trong ván đấu này dành cho Astral vào mạng thứ 24 rồi tìm kiếm cú penta bạn ơi. Lên lên Salad ơi, bắn đi bạn ơi, lên 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 lên. Chơi tới bro, chơi tới bro. Salad đang lao lên rồi pentakill, pentakill dành cho Astral. Dí từ nhà đến trường. Pentakill. Giết thêm con ba này nữa là quát ra nhầm hexakill luôn này. Giết thêm cả hỗ trợ đối phương ở đây nữa. Ok chưa? Hexakill. À hết nhạc rồi. Hết nhạc rồi lại mở lại âm thanh cho anh em nghe thôi. À hình như nó hết bài thôi, nó không phải là hết nhạc anh em ạ. Nó lại chuyển sang bài khác rồi, tắt nhạc tiếp. một Quadra, một Penta và một Triple anh em nhé. 26 xác sau 20 phút. Ây à, đồng đội lại chui chết trong rừng đối phương, đó là vị trí của Fiora. Astral sắp hồi chiêu cuối, đang ôm 3.000 tiền. Và có định bắt bớ Grave hay là Corki gì đó ở đây, Corki. Corki thấy Aatrox rồi, Corki... Ui, Aatrox mổ Q là chết bạn ơi, nội tại Q3 bạn ơi. Q3 flash tốt, chiêu cuối ấy. À, không chiêu cuối hack tiền rồi ta. Giết con vai luôn, giết con ba này luôn ta, chui theo. Người bị làm choáng là Aatrox, chọc Q làm chậm. Nó vẫn còn một cú thiên mệnh. Salad đã tới rồi, chiêu cuối, ngon, chọc Q chiêu cuối. Ok, E lên, chọc Q làm chậm, làm choáng, chiêu cuối phát nữa, triple kill. Lần triple kill thứ hai trong ván đấu này đã quét sạch rồi. 29 mạng dành cho Astral sau 21 phút. Phê. Xem những con vai xanh nó hack tiền, nó dập chiêu cuối ăn mạng nhìn phê quá. 300 năm tay rồi anh em à. 4.000 tiền rồi để xem món thứ tư sẽ là cái gì. Một hỗ trợ thích ăn mạng, thích ăn xe và thích gánh team. Có cái gì lấp ló ở đây nhá. Yorick vừa solo kill được Sivir xong còn chấm máu không về đi. Thế là lượm thêm mạng thứ 30 dành cho Astral. 5.000 tiền rồi. Có cái áo choàng bóng đêm mà vẫn bị giữ chân lại à? Bị cái đòn đánh tay vừa rồi lấy mất cái áo choàng bóng đêm nhưng mà mấy con míp nó cắn nên là đang phải chạy một góc góc này quy vẫn dính. Aatrox đến nhưng mà Fiora hơi lâu rồi bro. Aatrox bị làm choáng rồi, E Q3 tốt. Còn thiếu một tí đam nữa dập chiêu cuối thì đốt đánh tay này. Quyết định E ra, dính rồi thôi xong rồi, bị shutdown quả này là hơi mù rồi. Đứt 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 chiêu cuối. W. À, vũ điệu đốt chết rồi à? À, máu hồi nội tại không đủ nhiều, bị 1.000 tiền vào tay đối phương. Kiếm ma Yumu bán giày vãi. Đánh support là giàu đến mức bán giày luôn. Đối phương ăn Baron hả ta? Còn dừng ở đây, còn Salad ở đây anh em ơi. Salad quyết định đấm nhau tay đôi với Yorick luôn ạ, vãi, đang thiếu người đâu. Nhưng mà đấm đủ nhanh là chết nha. Yorick vừa đu qua một bức tường dày và sau đó thì cút luôn rồi. Nhưng mà Salad sau đó đồ vương xong cũng gãy. Sivir quăng sát thương là không đủ, sau đó flash hồi máu các kiểu chạy ném trả lại nhưng sát thương vẫn là không đủ. 4 giây nữa có cổng thông đạo và tôi nghĩ là bên kia ăn Baron là chết hết đấy ạ. Tôi nghĩ ăn Baron là sắp cút hết rồi đấy. Một tiếng E đứt. Nếu bạn muốn ra đường nhanh hơn thì các bạn cứ E đứt anh em nhé, đừng có đứt E. Đứt phát E một cái là nó mất đứt liền à. Cứ E đứt cho tôi. Bây giờ là tình huống cắm mắt xuống, đang ăn Baron không? À, tỉnh 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 tỉnh. Bên kia không ăn Baron anh em, tôi tưởng phát đấy chung chung là ăn Baron lại nhiều khi lại quát ra ở đây. Ba mươi xác rồi. Team ăn được 40 mạng, ăn hết 30 mạng của team rồi. Tôi không được xem là chiêu cuối của Astral hiện tại nó hack được bao nhiêu tiền đấy. Tôi không thể tính được ấy. Kích Yumu E đứt nhưng mà không bắt được ai. Đối phương đã bắt đầu đi chung và quét mắt rồi. Mất luôn cả cái dây chuyền của áo choàng bóng đêm kìa. Bên kia nó có Corki và nó có cả Ray. Nó Ray vừa mất E đúng không ta?
Rất tiếc là xỉu xích địa ngục lần hai nó không giật về, dính thiên mệnh rồi. Nhưng mà còn e, pha này thì không nguy hiểm gì cả. Pha này thì chiêu cuối đến từ vị trí Asoi sẵn sàng lại chiêu cuối thêm, nhưng lần này thì chiêu cuối xịt để lấy quát ra rồi e theo. Rồi mày chạy hộ cái, Penta chắc tốc biến quát ra Q. Penta anh em ơi, Penta anh em ơi, cho tôi xin. Có mẹ nó. Đúng là ăn petai không thì mấy xì mấy xì mấy xì mấy xì mấy xì không sao không sao không sao, ăn petai đấy không ra đồng đội nhiều anh em nhé. 34 mạng quả chiêu cuối vừa rồi là chưa mắc ping đâu, nhưng mà team bên kia mỏng thế này đánh pai sướng nhờ. Hai quát ra một penta, một cái penta đấy còn có thêm mạng hexa nữa. Oh my god, một game đấu là đúng định nghĩa làm hết đấy anh em ạ. Thực ra team này cũng hay nên là vét mạng là dễ, S cộng luôn này. Mức rank tầm bạch kim 1. Và đang xem replay. Xem replay cái gì đây. Đây quả này có quả quả Penta hụt. Quả này đây anh em ơi. Quả này dập chiêu cuối xịt con Corki anh em ạ. Nếu mà còn chiêu cuối quả này thì ngon. Ui, lại một cú E lên. Chiêu cuối, ngay lập tức đó là hai mạng. Ám muội vào, sau đó thì ăn. Ai da! Con AFE nó chết anh em ạ. Con AFE nó chết nên dập chiêu cuối fail. Con AFE mà không chết quả đấy, bị cái E giết luôn anh em ạ. Đam to quá. Không là dập chết con Corki này là quát ra kill mà không không bị mất chiêu cuối rồi. Cái quả nối E nó làm chết con AFE đấy. Không ăn được mạng Penta thứ hai nhưng mà không sao. Đây các bạn nhìn đây. Con CV nó ném đứt lan sang xong ER một phát. Và ám muội vào nên là cái E nó giật một phát chết luôn anh em ạ. Cái E nó giật một dọc đường như thế này, nó theo hình hình chữ. Cái này là hình 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 tôi không biết hình gì nhưng mà nó là góc không phải đường thẳng. Nó giật một phát chết luôn con Pai, à con AFE không không dập chiêu cuối lần nữa được. Này dập thừa một cái chiêu cuối con AFE đấy. Cái chiêu cuối này mà dấu X nó trúng con Corki là ăn luôn cái mạng con Yorick trong nhà là ngon luôn. Hơi tiếc ha. Nhưng mà không sao, game này đã quá mãn nhãn rồi. Một game đấu mà các bạn nhìn đồng đội này. 1-5, 1-4, 4-7, 5-5. Tụi này được chia nhiều tiền lắm đấy, các bạn nhìn đồ đấy. Thực ra là đồ này là đồ CV đã vô cực rồi, hơn hẳn một đồ lớn so với AFE. Nhìn những cây đây nghèo nàn nhưng mà cũng không đến mức bị out đồ nặng quá. Bởi vì cũng đã được chia tiền rất là nhiều từ chiêu cuối của Pai rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một giao bán của Astral Best Pai của máy chủ siêu cấp Trung Quốc với những tình huống múa. Thực ra là đánh Pai ở mức rank cao thì có Pudding Pai, nhưng mà nếu mà đánh múa nghệ nghệ thì Astral đánh ở rank thấp thì lại có khả năng múa khét hơn và nhìn nó nghệ hơn. Hẹn gặp lại anh em ở giao bán khác nhá. Bye bye.